Lại một chiếc xe cấp cứu không đồng thứ hai, Quỹ Nhân Minh đóng góp cho xã hội, giao toàn quyền sử dụng cho nhóm thiện nguyện cung cấp oxy không đồng tại thành phố Hồ Chí Minh cho anh Phạm Thanh Bình quản lý. Sắp tới thì em Thành và em Nhã sẽ trao thêm một chiếc cho tỉnh Quảng Trị nữa. Quỹ Nhân Minh thì phát tâm từ giờ cho đến lúc về hưu. Em Thành và em Nhã thì sẽ tặng mỗi tỉnh một chiếc xe cứu thương như vậy để giúp những bà con nghèo đi lên các bệnh viện tuyến trên thuận lợi, nhanh chóng mà không tốn tiền. Ngoài hỗ trợ oxy thì quỹ sẽ hỗ trợ mai táng không đồng, chở bà con nghèo về quê miễn phí này, tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện vùng sâu vùng xa. Đến nay thì nhóm cũng đã mai táng hàng trăm ca mai táng không đồng tặng bà con nghèo các tỉnh như là Đắk Lắc, Bình Thuận, Đắk Nông, Quảng Ngãi. Ước mong của em Thành và em Nhã là khi làm những điều tốt đẹp như vậy, cứu người như vậy thì những điều tốt đẹp và sự an toàn sẽ đến với khách hàng của JT Angel nhá.